Để thích ứng an toàn với dịch bệnh trong bối cảnh hiện nay, nhiều trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động thành lập mô hình tổ an toàn COVID-19 trong từng lớp học. Nhanh chóng, kịp thời là hiệu quả dễ nhìn thấy nhất khi triển khai mô hình này, bởi không phải lúc nào giáo viên chủ nhiệm cũng có mặt ở trường để trực tiếp xử lý tình huống phát sinh. Mỗi ngày, em Võ Thị Minh Hạnh, tổ trưởng tổ phòng chống COVID-19 tại lớp 9-5, trường trung học cơ sở Nguyễn Du, quận 1 đều đến trường sớm và dành thời gian để thực hiện công việc quen thuộc là xịt khử khuẩn cho các bạn trước khi vào lớp và lúc chuẩn bị ăn trưa. Em cũng đảm bảo là các bạn sẽ ngồi đúng theo sơ đồ chỗ ngồi để khi mà có trường hợp F0 hoặc có những bạn bị nghi lây nhiễm thì có thể khoanh vùng được cái phạm vi tiếp xúc của bạn đó để có thể thực hiện cái thao tác cách ly nhanh hơn. Và khi mà các bạn ăn xong lên á, lớp em có trang bị cho mỗi bạn một chai nước muối. Chúng em cũng sẽ nhắc nhở các bạn ra súc miệng nước muối thêm một lần nữa. Sau khi tụi em đã tạo ra một cái nhóm COVID thì cái nhóm này giúp cho lớp giữ vệ sinh nè. Tại vì đồng thời còn giúp cho các bạn phòng tránh dịch bệnh rất là tốt. Tôi tính ra từ đầu hôm đi học tới giờ thì lớp chỉ có 6 em là bị F0. Nhưng mà những cái lây nhiễm đó là hầu hết là từ gia đình. Còn ở trong lớp thì cái sự lây nhiễm chéo là không có. Phụ huynh ở đây họ rất là an tâm với cái cách làm việc ở trong lớp. Nếu là bị F1 thì phụ huynh cũng vẫn muốn cho con đến trường và cố gắng giúp cho các con có được cái nền kiến thức tốt. Kính thưa quý vị, trung bình thì một tổ nhóm phòng chống COVID-19 tại lớp học sẽ có 4 đến 8 học sinh tham gia trên tinh thần tự nguyện. Có thể nói mỗi em học sinh chính là những tuyên truyền viên hiệu quả trong công tác phòng chống dịch và góp phần xử lý kịp thời nhanh chóng những tình huống phát sinh, đặc biệt là trong trường hợp không có giáo viên chủ nhiệm ở lớp học. Tại trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, quận Gò Vấp, ngay khi phát hiện một bạn học trong lớp có dấu hiệu bất thường, lập tức thành viên của tổ chống COVID-19 đến hỏi thăm các triệu chứng. Nếu có nghi ngờ, tổ báo với giáo viên chủ nhiệm và chủ động xử trí theo quy trình đã được tập huấn trước đó. Bạn nào có triệu chứng COVID thì chúng em sẽ đưa xuống phòng y tế và những bạn còn lại ở những tổ còn lại sẽ có nhiệm vụ là trấn an những bạn trong lớp và báo cáo với giáo viên. Nếu như mình không trao cho các em cái khả năng xử lý các tình huống thì rõ ràng nếu như không có người lớn thì sẽ rất rối và có thể gây hoảng loạn chính trong cái lớp đó. Nhưng nhờ có tổ COVID thì chính các em sẽ ổn định được lớp của mình, bình tĩnh. Khó để có những lớp học không COVID-19 trong thời điểm này, nhưng không khó để hình thành lớp học sống chung với dịch bệnh. Ở đây, tổ phòng chống COVID-19 là mô hình gần gũi, sát sao với học sinh, là cầu nối trực tiếp giữa nhà trường, giáo viên với học sinh trong công tác đảm bảo kiểm soát dịch bệnh hiệu quả trong trường học.